cái này. Cái này không biết. Cái này có người giả không biết là 30 triệu chưa bán. Chưa bán luôn. Cây này rất là lâu năm đấy. Đeo đeo. Đủ đẹp anh ạ. Xong đây cổng đấy, từ ông kia còn nhiều nữa luôn. Bằng kia còn nhiều cây đặc biệt nữa luôn. Thôi đi, đi nhìn đi, cứ nhìn đi, nhìn đi. Ở ngoài kia có mấy con gà nhái anh. Đấy, gà kia nhìn ngon đấy, nhưng mà chú biết nấu món gì nó đặc biệt và hấp dẫn không? Ê, anh em mình làm món đắp đất đi. Đắp đất à? Vâng. Xe ở đây có gần có cái đầm sen nào không? Ở ngoài kia có cái, ngoài kia có cái. Ồ thế thì gần như vừa mẫu này các bạn, cuối cùng cũng bắt được con, cuối cùng bắt được nó các bạn. Mệt. Không anh ngủ với đường ngủ không anh, mà làm gà không chuyên nghiệp đâu. We'll be right back.
vấn đề mình cần là thời gian thôi. Anh nhìn đây sẽ biết. Thôi cứ bố trí cưới nhá. Vào trước đi. Hôm qua làm để làm cái món này thì anh em mình cũng có những nguyên liệu như sau. Thì thứ nhất là anh em mình có hai con gà trống và lá sen. Nguyên liệu ướp thì gồm sả, ớt, gừng, bột nêm, hạt sen, nấm hương các bạn nhé. Thì như trong video các bạn nhìn ấy, mình cách mình tẩm ướp thì nấm hương và hạt sen mình đút vào trong bụng, còn nô sả và ớt gừng mình dã mình sẽ ấy xoa trong bên ngoài lớp da của con gà để nó ngấm vào thịt. Các bạn lưu ý cái phần đấy nhá. Các bạn lưu ý nhá, thì cái khu vực nướng của anh em mình làm thì các bạn lưu ý là cho cái củi nó xuống bên dưới chỗ phần hai con gà này để nó chín cả phần bên dưới. Nếu các bạn mà không cho này nhá, nó chỉ chín phần bên trên là bên dưới sẽ không chín. Cửa không anh ạ? Tiện đây thì mình cũng nảy ra một ý tưởng là trong các video tiếp theo thì có bạn nào mà theo dõi và yêu thích cái kênh NSR An Hồng Phúc của anh em mình thì có thể đến với anh em mình giao lưu thưởng thức những món ăn đồng đội ở các video tiếp theo. Thì các bạn hãy liên hệ với lại Facebook của anh Chu Tuấn Long, thì anh em mình sẽ để ở dưới phần mô tả thì các bạn liên hệ trực tiếp. Anh em mình sẽ cho thời gian và địa điểm để các bạn biết và tới giao lưu với anh em mình. Và sau đây xin mời các bạn thưởng thức bài. Xin chào, mình là Xuân Tình, mình sẽ gửi đến các bạn tiết mục sao chúc 96 ngày xưa. Mời các bạn lắng nghe. Thank you.
giờ anh em mình mời các bạn cùng. Vâng, thì cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn các bạn. Thì video của anh em mình có khả năng đến đây cũng phải kết thúc thôi. Thì các bạn thấy video anh em thế nào thì hãy comment xuống dưới. Và đừng quên cho anh em mình một nút like và một nút đăng ký. Để anh em mình lấy đó làm động lực để phát triển nội dung video tiếp theo chất lượng hơn. Và trước khi kết thúc video thì xin chúc tất cả các bạn xem video là một ngày mới nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Vâng, và bây giờ xin chào tất cả mọi người, xin chào, bye bye.